Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay hay cho mình đi chích ngừa vaccine. Thì hôm nay á, ở đây thì từng khu để chích ngừa. Thì cái khu mình nằm trong cái khu hotspot thì rất là nhiều ca COVID. Cho nên là hôm nay đã đặt lịch hẹn tuần rồi. Thì hôm nay đi tới đại học, trường đại học Mississauga, Toronto để chích ngừa. Tới trường ở đây, đây là trường đại học của ngày xưa. Anh chồng mình học ở đây. Thì trong trường ở đây là hầu như là tất cả các trường đại học là họ giữ lại cây cối âm tầm giống như là cái trường đại học Công Lâm mình như vậy. Thì họ giữ lại hết. Trường rất là rộng. Nhìn xe rất là nhiều, hôm nay chắc đông người lắm đây. Đây, tới rồi các bạn. Thì ở ngoài họ xếp hàng cũng khá đông người. Không đông lông lắm nhưng cũng khá đông người đây. Giờ mình nên gửi xe rồi chứ anh chồng mình vô chích trước. Bởi vì book lịch hẹn hai người cùng lúc các bạn, cái thời gian nó không thể mà giống nhau được. Cho nên là anh chồng mình thích chích trước là 11:45, còn mình là 12:15. Nhưng mà nó chỉ cho vào trước 10 phút thôi, không quá 10 phút. Bởi vì đông người quá không có ai vô đó ngồi chờ cả. Đây, khi mình vào thì mình show họ cái tờ giấy mình đã book trước trên mạng. Thì khoảng cách nhau đều là 2 mét hết bạn. Đây, cuối cùng đã chích xong chứ rất là nhanh, khoảng chừng 5 phút. Thì họ để cho bạn ngồi lại khoảng 15 phút nữa rồi mới được về. Nếu mà có những triệu chứng, ví dụ như là chóng mặt hay là những sốc thuốc hay gì đó thì họ có thể là cấp cứu kịp. Đây, cuối cùng cũng đã xong. Đây là... Thank you. My ears are hurting so much. Vaccine. Mới chích xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.